Ui nhanh thế, đã cày được cần này rồi. Ui. Sao ông, đẹp không? Cày ngon không? Đi đi bắt chuột, đấy là đội bắt chuột. Ra quái ông xem là tình hình cày cung thế nào, chứ thế cày thế này là hỏng rồi. Cày thế này là vứt đi rồi. Này. Cứ cày này là chết rồi. Ôi dừng lại không? Sao không? Sao thì xem thấy chó chứ mà đi bắt chuột chứ chú làm sao? Ôi cày, 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 cày sao không? Cày sao mà lại nhanh thế này? Cày cái này đây là máy là nó yếu ta cày số 2 đi chứ. Số 3 thì không hết già nữa ruộng này thì. Nửa ruộng này là hàng mẫu đấy, hơn mẫu đấy. Mẫu nhỉ? À, cày, thế nào? Vuông đây, sáng mẻ cái ruộng kia cái người ta về đây ta cày luôn. Thế cày xem là sao không? Cày ngon. Được thật không? Ừ, chắc chắn không? Chắc chứ. Nhưng mà có hai con ốc này mấy tàu này thấy nào nó ra. À vâng, đúng rồi. Hai cái con ốc này gì? Ừ. Đúng rồi. Nó nóng. Vâng, lúc nào ông quấn cái dây thép đánh chuột vào đây. À thế là phải để nó nóng à? Vâng, không không, không chặt thì xoay cái này nó chặt. Nếu ông siết chặt vào cái mồm này nó bóp vào. À. Nó bóp vào thì mình không chỉnh được. Ừ, chỉnh nó nặng. Nó nặng. Nó chỉnh con thế mà. Chỉnh nó nặng thế này này. Đó thì đấy, ông chỉ siết tới tay thôi xong rồi ông quấn cái thép hả? Rồi để cho nó đỡ mơi ốc là được, chống mơi ốc là được. Hoặc là kiếm con ốc, hai con ốc toa như thế, công nó vào. Nhìn thấy xem nó bắt chuột thế nào, mình vốn không biết nào. Vâng. Bắt được kia. Thế là đây mới, ông mới cày được từ sáng giờ đây. Cày bắt lên đây là còn đi dọn ấy chuối này. Đặt chuối, nái chuối nó đốt. Thế. Vâng, thì tình hình từ sáng giờ mang cho ông cái cày. Thế cái cày kia của ông đâu? Để trên xe kia. Để trên xe kia, chưa cần sắt vụn nữa. Ôi ôi, cày đẹp thế này cơ. Ông thấy được chất, chất lượng được chưa? Chắc chắn chưa? Thế là quyết định mua gì? Mua thì lấy của anh cày thì không mua thì... Nhưng mà không giá lại gì không? Nếu có cày không được thì vẫn giá bình thường. Để cái làm. Để ta làm. Cái lỗ trong kia có hai con. Rồi. Ở kia hai con. Vâng. Vâng. Đấy ở đây là ông là ở bên thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đấy, sáng nay cô gọi cho mình, bố mình cầm cho ông cái cày để ông cày thử xem thế nào, chứ cái cày của ông không thể cày được nữa rồi. Sáng nay cầm sang nhưng mà ngon lành nhớ. Đấy, sáng nay cày cầm sang cho ông là ông cày từ sáng đến giờ. Chắc là khuôn nó rơi vào tầm bao nhiêu thời gian nhỉ? Cái may ra được 2 tiếng. May ra được 2 tiếng. Thì lúc ấy lên là thế mà 2 tiếng. Thế là cày nó ông tổng ông cày từ sáng giờ, miếng này nó hơi to nhá các bác nhá, miếng cực to luôn. Thế là ông cày được khoảng 2 tiếng mà được diện tích nó khuôn vào tầm bao nhiêu rồi? Nếu ông cộng vào nó được mấy sào rồi? Nguyên cái khoảng này là 7 sào. Thì nó còn có may được 4 sào thì trắng. Được 4 sào rồi mà 2 tiếng được 4 sào á? Ừ. Đây là mình ăn áng đúng không? Ừ. Vâng. Hơi ăn áng nhưng mà tối tóm lại là cày ngọt ngào đúng không? Ngon. Ngọt ngào đấy. Cày ngon hơn cái cày của ông nhiều đúng không? Nó nật, nó cuộn mà nó đẹp này cơ mà. Úp hết lại như này cơ mà. Đấy xong nó gạt phẳng cái chân thế này cơ mà. Ừ. Đấy. Góc cua không còn nhấc cày. Đấy là cái hôm nay là cái cày này là cái máy của tôi là nó còn bị vướng cái gông cày, chứ nắp cái kia vào thì là cái ruộng này là cày bóc được hết cả xa bờ. À đấy đúng rồi, bởi vì là cày của ông là nó đang bị vướng hai con ốc gông này. Thì là không đưa cái miếng bóc bờ vào đây được, nó đang vướng thì về rồi phải cắt đi. Cắt đi xong đưa nó vào đây. Đấy, còn các bác như thế nào thì phải tính nhá, chứ nếu mà nó vướng đây này, nó hàn nó sệ xuống đây này. Đó, là nó không đưa cái miếng bóc bờ vào đây được. Thì hãng tạm thời cứ cày đi đã. Cày này đã, thế xong bắt đầu nào chờ đưa rồi mới bắt nó là cắt ốp bên trong này. Vâng. Dạ, ốp bên trong này. Lấy bốn con ốc to như này hàn lên đây, thế là thành lỗ tròn này đấy. Đúng rồi.
không phải mua. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Được không? Đúng. Hàn ở bên dưới. Hàn phía đó. Hàn phía thì sao? Đâu? Hàn đây này, đây là hàn dưới, ở mép dưới, hàn dưới, mép trên, hàn trên. Ừ, đúng rồi. Thế thì là cho nỗ nó ấy. Và cái nỗ của ông, tại vì cái nỗ của ông nó rộng quá rồi đây. Nó to đùng rồi, nó nóng, nó dơ cái cày, nó dơ. Dơ. Đất bên đây, ruộng bên đây của ông là đất này là đạt tiêu chuẩn cày đấy nhỉ? Bở, vừa tầm, quá đẹp. Sao không? Ông thấy cày có sướng hơn không? Ngon á? Thế ạ? Vâng. Bà đang hỏi một thế có cày được không mà đã sang. Đấy, cua không còn phải nhấc cái sướng không? Đấy, hết chưa? Này. Nó gạt kia nó phẳng vậy. Vâng vâng. Nếu mà cái cày kia mà từ sáng giờ ông cày nó lấy đâu là được thế này? Mà đánh vật đi. Cứt hết quần áo. Mà mới được có tí nhỉ. Vâng. Ông này cái này có sâu không? Cái này hơi sâu nhỉ? Có cái này nó hay hớt. Không vặt con ốc thì chặt quá. Không được. Vâng. Hơi sâu đúng không? Sâu đấy. Số 3 thì mày với máy ngon. Đấy, ui giời, dạ nếp này. Đấy, là các bác nhìn dạ nếp là dạ nếp bằng bánh lồng nha, bằng bánh cày rồi. Đấy, cao chưa? Dạ nếp này xem nào. 2 4 gần 60 phân, 60 phân. Yeah.